Có thể bạn đã nghe thấy nhiều trường hợp về những người tình cờ tìm thấy đồ quý giá ở những nơi không thể ngờ. Nhưng câu chuyện của cặp đôi này đặc biệt ở chỗ, dù họ đã đi qua đi lại nơi này rất nhiều lần, phải rất lâu sau họ mới phát hiện ra điều bất thường. Và thứ họ tìm thấy lại chính là một hũ vàng, y như trong những câu chuyện cổ tích. Một cặp vợ chồng đến từ Bắc California, Mỹ đang dắt chó cưng đi dạo dọc theo nhà mình như thường lệ thì bỗng nhận thấy có gì đó kỳ lạ ẩn trong bóng cây cổ thụ. Họ đã đi qua nơi này rất nhiều lần nhưng không hề để ý thấy điều đặc biệt. Thứ đôi vợ chồng này phát hiện đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Họ tìm thấy khoảng 8 chiếc hộp nhôm cũ kỹ và gỉ sét nằm trong một cái hố nông. Sau khi mở những chiếc hộp để kiểm tra, họ không thể tin vào mắt mình. Mỗi chiếc hộp nhôm đều chứa những đồng xu vàng xen lẫn đất cát. Phát hiện tưởng như chỉ có trong phim này đã khiến họ sửng sốt và không tin rằng số vàng này là thật. Cặp vợ chồng trung niên đã thu lại hết số hộp nhôm và mang đến cho các chuyên gia địa phương để thẩm định. Khi ấy, các chuyên gia đã khẳng định rằng số vàng đó đã thuộc về một người sống cách đây 150 năm trước và đó là những đồng tiền vàng quý hiếm còn mới tinh vẫn chưa được sử dụng bao giờ. Các chuyên gia cho rằng ai đó đã từng sở hữu số vàng này và đã cất giấu chúng đi để phòng những khi gặp khó khăn. Dù vậy, họ đã biến mất và vì thế số vàng cũng bị lãng quên trong suốt hơn một thế kỷ. Tổng số đồng tiền vàng trong các hộp nhôm là 1.427 đồng, đều được sản xuất từ năm 1847 đến năm 1894. Nếu tính theo giá trị ghi trên bề mặt đồng tiền, số vàng trị giá 27.000 USD, khoảng 613 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, có một số đồng tiền vàng hiếm có đến nỗi, chúng được ước tính có thể đạt khoảng 1 triệu USD mỗi đồng, tức 22,7 tỷ Việt Nam đồng. Tổng giá trị được các chuyên gia định giá lên tới 11 triệu đô la, khoảng 250 tỷ Việt Nam đồng. Sau cuộc khám phá khó tin, cặp vợ chồng đã nói rằng, kể cả biết được thông tin về giá trị thực của số vàng, họ vẫn không định để cho nó thay đổi cuộc sống vốn có của mình. Họ đã chọn cách giữ nguyên lối sống cũ và không tiết lộ danh tính của mình để tránh việc những kẻ lạ mặt đến ngôi nhà của mình để mong tìm thấy những đồng tiền vàng tương tự. Cuối cùng, cặp vợ chồng trên đã giữ lại một vài đồng xu vàng làm kỷ niệm và sử dụng số tiền thu được từ việc bán đấu giá chỗ còn lại để trang trải sinh hoạt phí và quyên góp từ thiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!